Giảng ngày 10 tháng 10, 2012. Thầy, trò. Được gặp lại những trái tim nhân hậu, chí thành và trung thực mới là điều đáng mong mỏi hơn. Thầy đã gặp và quen biết rất nhiều bạn đạo Việt Nam. Đó là những người có tâm thành tín với Phật, với Pháp và với Phật giáo Tây Tạng. Chắc chắn giữa chúng ta và giữa các bạn giới Pháp Bảo có một kết nối thiện nghiệp tốt lành. Thầy đã tới Việt Nam 4 lần, gặp nhiều người tu có tâm đạo, thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp và rất vui khi trở lại. Nhưng được gặp lại những trái tim nhân hậu, trung thành, trung thực mới là điều mong mỏi hơn cả. Được gần những người luôn tự sửa mình để chân thật tu đạo là điều ta luôn khát khao, mong mỏi hơn. Phải hết lòng trân quý những gì nghe được và đưa vào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cũng bình thường thôi khi ở mọi nơi, kể cả Tây Tạng, được gặp các bậc thầy, các Rinpoche thì ai nấy đều phấn khích. Cũng tốt thôi rằng mọi người vui và phấn khích. Thế nhưng, cái lợi lạc không thể dừng ở việc gặp mà cần phải lắng nghe lời các đạo sư. Lắng nghe và rút ra cho mình những bài học, đó mới là điều chính yếu. Kẻ làm trò, điều quan trọng nhất là phải lắng nghe và tư duy quán chiếu. Phải hết lòng trân quý những gì nghe được và đưa vào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Lấy đó làm phương thuốc quý chữa lành phiền não trong tâm, đó là điều trọng yếu. Đối với bậc làm thầy, cần phải dạy học trò một cách đúng đắn. Không nhất thiết phải rất uyên áo, mà quan trọng là phải trực chỉ vào tận vấn đề và dạy sao cho khế hợp với căn cơ kẻ học. Đó là lối dạy đúng đắn. Có người ở đây chắc đã từng thọ pháp nhiều vị thầy từ Tây Tạng hoặc từ những truyền thống khác, bất luận là Tây Tạng, Trung Quốc hay Việt Nam. Phật giáo đều cùng chung một nền tảng. Hiểu cho được nền tảng chung này là điều thiết yếu. Chẳng có ý nghĩa gì khi ta khoe tôi theo dòng này hay tôi theo thừa nọ. Điều cần thiết là phải biết làm sao để hiểu dòng tu, để hiểu đạo sư. Làm sao tu cho đúng, làm sao biết cách mà tu cho đúng, đó mới thật là quan trọng. Tu đạo. Tu đạo nhất thiết phải kham nhẫn và tinh cần. Phật dạy ác nghiệp ám chướng nơi tâm chúng sinh, nước sông chẳng thể gột sạch. Đau khổ của chúng sinh Phật chẳng thể làm dơi. Chứng ngộ của Phật chẳng trốt được vào tâm chúng sinh. Chỉ con đường tu đạo và trao truyền giáo lý là cách duy nhất để cứu họ. Còn đối với kẻ học đạo thì nghe pháp, tư duy quán chiếu và đưa vào thực hành, đó là con đường duy nhất đưa tới giải thoát. Đức Phật nói: ta đã chỉ ra con đường, phải hiểu tất cả phụ thuộc vào các ông. Giải thoát được hay không là ở nơi các vị. Do các vị hiểu ra sao, nỗ lực tới đâu và hành trì như thế nào. Vậy nên Phật dạy giải thoát phụ thuộc vào chính người tu đạo. Thành tựu phụ thuộc vào kẻ tu, nhưng mặt khác thành tựu cũng tùy thuộc vào ngoại duyên. Chẳng hạn như để nghe pháp và để văn, tư, tu cần phải có một vị chân sư. Sau đó phải dốc lòng công phu, chỉ có như vậy mới mong thành tựu được. Hoàn toàn sai lầm nếu có kẻ thọ được chút pháp để rồi bỏ đó. Dù có nuôi hy vọng ta sẽ được giải thoát thì cũng chỉ vô ích. Cách duy nhất đúng là một khi đã biết phải tu ra sao thì đưa tất cả vào thực hành miên mật và tinh cần, mà cũng không được tùy hứng. Khi vui thì tu, còn khi buồn thì bỏ. Thế rồi ta cũng quên pháp luôn. Cách đó là không được. Tu đạo nhất thiết phải kham nhẫn và tinh cần. Thói hư tật xấu sâu dày khiến ta không đủ kham nhẫn để tu hành. Ta thường thối chí và bỏ cuộc. Ta để tâm tán loạn đuổi theo đủ thứ, đủ chuyện của đời thường. Tất cả những thứ này là chướng duyên khiến ta có tu cũng không tiến. Ta phải rất cẩn trọng và tỉnh giác. Phải có phương cách đúng đắn để sửa đổi lối nghĩ, lối tu học của mình. Chỉ như vậy mới hồng mong chuyển hóa được tâm.
Thông thường ta luôn nhìn nhận mọi thứ sai khác với bản chất của chúng. Ta có thể hỏi, tại sao chúng ta cần pháp? Lợi lạc của việc tu ở đâu? Cần tìm ra câu trả lời, bằng không ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu tại sao ta lại làm việc này hay việc khác. Chúng ta không biết pháp có tác dụng gì. Nếu quyết tìm ra lời đáp đúng thì sẽ thấy ta có lý do để tu đạo, và lý do nằm ở sức mạnh, ở lợi lạc pháp đem lại. Vậy nên đặt câu hỏi và tìm ra lời đáp đúng là rất quan trọng. Tại sao chúng ta cần pháp? Bởi ta có quá nhiều phóng dật khiến tâm bị tắc nghẽn, khiến ta không thể nhìn mọi thứ một cách đúng đắn. Ta sống trong vô minh. Thông thường ta luôn nhìn nhận mọi thứ sai khác với bản chất của chúng, và từ đó phát sinh phiền não. Vì nhìn nhận sự việc sai khác đi mà mọi thứ đều hỏng. Vì nhìn nhận sự việc sai lầm mà sinh rắc rối. Rắc rối sinh ra từ phiền não, và phiền não bắt rễ từ vô minh, từ cách nhìn sai lạc của ta. Vì thế mà ta cần pháp. Pháp giúp ta điều chỉnh lại tất cả. Tu hành là gì? Là để chuyển tâm theo hướng đúng. Tâm ta sai lạc. Vì vậy, cách ta cảm nhận, xem xét mọi thứ đều không ổn, đều sai. Ta phải điều phục tâm mình. Làm sao để điều phục tâm? Ta phải tu đạo. Tánh không, tâm bồ đề. Giáo lý của Đức Phật có hai phần. Phần thứ nhất là giáo lý tánh không. Phần thứ hai là giáo lý về tâm bồ đề. Tu Phật có nghĩa là hợp nhất hai phần làm một. Đây là con đường đúng đắn để thực hành giáo lý Phật Đà. Khi lắng nghe giáo lý, chúng ta phải nhận ra hai phần này. Một về tánh không và một về tâm bồ đề. Nếu người tu chỉ biết có một phần thì chưa hoàn chỉnh. Khi tu đạo, chúng ta tu tâm bồ đề trước. Ta bắt đầu với việc tu tâm bồ đề và tâm từ bi, rồi sau đó tiếp tục công phu về tánh không. Tánh không, lý nhân duyên. Không hiểu lý nhân duyên thì không có cách nào để hiểu được giáo lý tánh không. Phải công phu về tánh không thế nào? Tánh không là gì? Trước hết, ta cần phải hiểu lý nhân duyên. Theo giáo lý duyên khởi, tất cả vạn pháp đều phụ thuộc lẫn nhau. Nếu người tu không hiểu lý nhân duyên thì không có cách nào để hiểu được giáo lý tánh không. Tánh không thậm thâm thật khó mà chứng ngộ. Vì vậy mà người tu phải dựa vào việc hiểu tâm bồ đề và tâm từ bi. Một người hiểu sâu sắc, đúng đắn về tâm bồ đề và tâm từ bi thì có nhiều cơ duyên thấu đạt chân nghĩa của tánh không. Về ý nghĩa của lý nhân duyên, như thầy đã nói ở trên, sự sinh tồn của mọi thứ phụ thuộc vào những thứ khác. Mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau. Không có một pháp nào độc lập. Không có một pháp nào tồn tại không phụ thuộc vào các pháp khác. Mọi thứ để thành tựu đều phải nương vào các thứ khác. Điều đó có nghĩa là vạn pháp đều không có tự tánh. Vạn pháp đều thành trụ không phải nhờ tự tánh của chúng, mà nhờ các duyên, nhờ các pháp khác. Không có cái ngã tự thân tồn tại độc lập. Ngã có tánh phụ thuộc. Nhưng chúng ta không hiểu điều này, và ta tưởng rằng ta thành trụ là do chính bản thân mình. Ta tưởng rằng ta độc lập, và từ đó mà nuôi tâm cống cao ngã mạn. Đó là chấp ngã. Ta tưởng là ta thành trụ tự thân, nào ngờ ta thành trụ được do nhiều yếu tố, nhiều duyên tụ hợp lại. Nhưng thông thường chúng ta không nhìn thấy điều đó. Ta chỉ thấy cái hiển lộ ra ngoài, trên bề mặt, và điều này tạo nên rắc rối. Ta xem mình là trung tâm, thành tựu không bởi cái gì cả. Ta là trung tâm, ta là quan trọng, ta là quyền lực, và ta muốn thâu tóm, muốn điều hành tất cả. Ta không thấy rằng sự sinh tồn của ta phụ thuộc vào chúng sinh khác. Ta chỉ thấy có ta, và ta nói tôi, của tôi, chính tôi, vân vân. Tôi là quan trọng, tôi là vua, tôi là chúa tể, tôi là lãnh tụ,
vân vân. Ta chỉ đang lầm mà thôi. Theo tri kiến của Phật giáo chư pháp vô ngã, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cái ngã tự thân tồn tại độc lập. Ngã có tánh phụ thuộc. Đời là ảo huyễn. Tại sao ta nói đời ảo huyễn như giấc mộng? Bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Khi mọi thứ tụ lại thì tạo thành một cái gì đó. Thứ đó giống như giấc mộng. Ví dụ, ngày hôm qua giống như giấc mộng. Ngày hôm qua khi nhiều thứ tụ lại thì có ngày hôm qua, rồi thì nó tan biến. Bởi vì các thành tố, các duyên tạo thành ngày hôm qua tán, nên nó cũng tán, nó tan biến. Ngày hôm qua tan biến như giấc mộng. Tất cả mọi thứ đều như vậy. Cuộc đời này cũng như vậy. Vào thời điểm này ta thấy nó như thực. Ta nói, cái này xấu, cái này tốt, và đưa ra nhiều phán xét. Nhưng duyên biến dịch thì quả cũng biến dịch. Không có gì thường trụ và không bao giờ biến dịch. Vạn pháp đều biến dịch. Câu trả lời là ngày hôm qua như giấc mộng, vạn pháp đều như vậy. Đó là thực tánh của vạn pháp. Không có sức mạnh nào giữ được chúng thường trụ. Đó gọi là lý nhân duyên. Từ bi lý nhân duyên. Ta cần phải tốt với nhau, từ bi với nhau, vì ta phụ thuộc vào nhau. Vậy nên con người phải phụ thuộc lẫn nhau. Chúng sinh hữu tình phụ thuộc lẫn nhau. Phụ thuộc như thế nào? Chúng ta thoạt tiên thấy người trong một nhóm nhỏ phụ thuộc lẫn nhau, rồi bức tranh mở rộng dần, mở rộng dần. Rồi ta thấy cả vũ trụ sinh loài đều phụ thuộc lẫn nhau. Thấy và hiểu được sự kết nối này rất có lợi cho việc trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của chúng ta. Bởi vì ta sẽ thấy ta cần phải tốt với nhau, từ bi với nhau, vì ta phụ thuộc vào nhau. Đó là tri kiến của Phật giáo, được gọi là lý nhân duyên. Hiểu được điều này là một phương thức thâm diệu để chứng ngộ tánh không. Đó chính là tánh không. Nhưng chúng ta không biết, không thấy sự kết nối này. Ta không thấy nó vận hành một cách thâm diệu và vi tế ra sao. Chúng ta chỉ thấy mọi thứ ở cấp độ thô. Chúng ta chỉ thấy thực tại trên bề mặt mà không thấy chi tiết của nó. Vì vậy mà ta là kẻ trên bề mặt. Ta chỉ lang thang giữa sự vật hiện tượng, vạn pháp mà không thể nào thấy được chân tánh của chúng. Chúng ta không thấy được thực tánh của vạn pháp. Chúng ta chỉ thấy cái khung, cái phần vật chất, cái thuộc về phần bên ngoài mà không thấy cái phần bên trong, cái phần trong thể tánh. Vậy nên, ta là kẻ phàm phu và tâm ta là tâm phàm phu. Do đâu ta thành kẻ phàm phu? Chính vô minh đã duyên cho việc đó. Vì không thấy sự kết nối, không thấy thực tánh mà ta có nhiều vô minh, vọng tưởng. Ta phải chỉnh sửa tâm mình, ta phải biết pháp. Đó là tri kiến Phật giáo, là cách người tu Phật hiểu về thực tại của vạn pháp. Ý nghĩa của pháp là gì? Pháp có tác dụng gì? Ý nghĩa của pháp là ở chỗ pháp là phương thuốc trị bệnh, pháp là thuốc chữa lành, là duyên. Duyên này có tác dụng gì? Nó khiến cho điều gì đó xảy ra. Nó có sức mạnh. Tu tâm. Pháp chuyển hóa tâm và gia trì gia hộ. Sức mạnh của pháp là ở chỗ nào? Làm cho tâm ta tốt lành hơn. Tại sao tâm ta lại cần phải chuyển hóa thành tốt lành hơn, nương vào năng lực chữa lành của pháp? Như thầy đã nói ở trên, tâm ta không hoàn hảo, nó cấu uế, vì vậy nó luôn lầm lạc. Vì tâm ta không hoàn hảo nên ta phải chuyển hóa nó. Vậy pháp có thể làm được gì? Điều phục cái tâm điên đảo cho nó thành thuần tịnh hơn. Đó được gọi là pháp. Khi tâm ta nhu nhuyến, an hòa, thanh tịnh hơn, tức là lúc pháp đang thấm. Khi điều đó xảy ra, tức là ta đang tu tốt. Tuy nhiên, lắm khi ta nói rằng ta tu Phật,
rằng tôi có tính tâm nơi pháp Phật, nhưng hình như pháp chẳng chuyển được tâm tánh của ta. Tâm ta vẫn bất trị, hung hãn, dữ dằn. Khi người ta chất chứa trong tâm nhiều sân hận, điên đảo, dữ dằn, thì có nghĩa là việc tu của họ không tốt đẹp. Vì vậy mà phải hiểu được ý nghĩa đích thực của pháp và thực hành đi thực hành lại nhiều lần. Khi ta gặp rắc rối, sân hận, tham luyến hay ganh ghen đố kỵ, khi phiền não khởi trong tâm, thì đó là lúc ta cần pháp hơn bao giờ hết. Đó là cách mà ta áp dụng pháp vào cuộc sống hàng ngày để thuần hóa tâm điên đảo của mình. Pháp có hai phẩm tánh: một là điều phục tâm, hai là cứu ta thoát luân hồi. Tóm lại, pháp chuyển hóa tâm và gia trì gia hộ. Khi một người tu đạo chân chánh, tức là người đó đang nỗ lực đoạn phiền não, tránh ác đạo, vượt thoát luân hồi, hai việc đó làm nên một người tu đạo hoàn hảo. Phiền não là gì? Có nhiều loại phiền não, nhưng thông thường được chia ra thành tam độc hoặc ngũ độc. Có ba hoặc năm loại tâm độc là nhân của đủ mọi loại phiền não trong tâm ta. Chúng ta luôn luôn né tránh, không nhìn xem cái gì đích thực đang diễn ra trong tâm mình. Chắc ai cũng thấy chúng ta đã nghe chuyện này hàng nghìn, hàng trăm nghìn lần rồi. Càng nghe thì ta lại càng bỏ ngoài tai. Tại sao ta lại làm như vậy? Tại sao ta lại muốn bỏ ngoài tai đề tài quan trọng này? Dù mình quá sâu dày trong tâm khiến ta không muốn nghe chuyện ấy, bởi vì nghe chuyện ấy là phải thấy cái dở trong tâm, phải mang tiếng xấu, phải mất thể diện. Và đây là lý do chính khiến ta thấy không thích nghe những chuyện này. Khi có chuyện gì đó không ổn, ta liền tự nhủ: ồ, ổn cả có sao đâu. Khi ganh ghen đối kỵ nổi lên trong tâm, thì ta liền tự nhủ: ai ấy chứ chẳng phải là mình đâu. Chúng ta luôn né tránh, không nhìn xem cái gì đích thực đang diễn ra trong tâm mình. Đó gọi là vô minh, là sức mạnh của vô minh. Nó ngăn không cho ta thấy chân tánh của thực tại. Vì thế mà ta mãi lăn lóc trong luân hồi. Ta muốn mãi làm kẻ phàm phu như bây giờ. Thử hỏi, ta có thực sự muốn thay đổi chăng? Chúng ta phải thay đổi, phải cố gắng hiểu những điều này và thay đổi. Sân hận. Sân hận, ác tâm chỉ đẻ thêm rắc rối, hận thù. Sinh nơi cõi dục giới, dĩ nhiên tâm ta đầy tham dục. Nếu đó là những nhu cầu thiết yếu thì không sao, ta không thể đoạn diệt những nhu cầu đó. Vấn đề rắc rối của con người là ta có quá nhiều tham dục và tham quá nhiều thứ. Tu Phật là giảm bớt tham luyến phiền não. Không thể ngay lập tức đoạn diệt tham luyến phiền não, nhưng pháp giúp ta giảm dần dính mắc. Thật vô ích nếu tu mà cứ ngày càng tích thêm tham luyến bám chấp. Là người tu, ta cần phải hiểu như vậy. Sân hận không đem lại điều gì tốt lành. Tức giận, hận thù bao giờ cũng rất tệ hại. Nó chỉ gây đau khổ. Những nhu cầu cần cho sinh tồn thì không thể thiếu. Ta cần cái ăn, cái mặc, vân vân. Nhưng sân hận lại là chuyện khác. Sân hận, ác tâm bao giờ cũng rất xấu, tuyệt đối không có ích. Vì vậy, ta phải đoạn tuyệt với sân hận, ác tâm. Thù hận chỉ gây thêm nhiều đau khổ, nhiều rắc rối phức tạp, nhiều chuyện khó chịu giữa con người với nhau. Đây là tâm xấu, vô ích, dư thừa, ta không cần nó. Thế nhưng tâm ta tự nó luôn đầy phiền não, không dễ gì đoạn diệt. Vì vậy, ta phải hết sức cố gắng giảm phiền não để trở nên hiền hòa hơn, cảm thông hơn, nhu nhuyễn hơn, nhân hậu hơn. Điều đó tốt lành, không chỉ cho ta mà còn cho cả mọi người, cho môi trường mình sống. Tu Phật, chúng ta phải cố gắng hết mình để hiểu được sân hận, ác tâm xấu biết chừng nào, và không sân hận, ác tâm là tốt biết chừng nào. Việc tu đạo đôi khi lại đem tới đủ thứ chuyện,
nó khiến ta sanh tâm ganh ghen đố kỵ. Chúng ta có nhiều chuyện để nói, thầy có thể thấy nhiều chuyện nơi tâm quý vị, chỉ ra và chỉnh sửa. Đó là chuyện của người. Con người luôn nhiều chuyện, và chuyện người thì dễ nhìn ra. Nhưng nhìn ra được chuyện của ta thì thật thiên nan vạn nan. Mong rằng ai cũng sẽ thay đổi nhiều nhờ tu đạo. Ta cần thay đổi thế nào? Cần chuyển biến tới mức người ngoài nhận thấy được. 10 năm trước tôi đầy phiền não, tâm lượng nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhờ tu đạo nên tâm giờ đây rộng mở hơn, cảm thông và chấp nhận nhiều hơn. Thật lành thay khi ai đó nói được như vậy. Đáng tiếc, với nhiều người sự việc có vẻ theo chiều ngược lại. Việc tu đạo đôi khi đem tới đủ thứ chuyện. Nó khiến người ta sanh tâm ganh ghen đố kỵ. Từ đó mà sinh nhiều bất hạnh, và họ giờ đây dễ nổi giận hơn trước nhiều. Họ vì thế mà không thể hiểu và cảm thông như trước đây. Đó là điều không tốt lành, và chắc chắn đó không phải là cái ta mong muốn. Chúng ta mong mọi cái khác ở người tu: tâm rộng mở hơn, kham nhẫn hơn, từ bi hơn, hiền hòa hơn. Cần phải hiểu đối với người tu Phật, đó là chuyện duy nhất quan trọng, chứ không phải là chuyện gì khác. Chúng ta có bao nhiêu tiền ư? Có thì tốt, không cũng không sao. Ta có bao nhiêu tình thương? Điều đó rất quan trọng. Ta cảm thông tới đâu? Rất quan trọng. Ta sân hận cỡ nào? Không tốt, thực ra là xấu. Ta hám tiền cỡ nào? Không tốt. Khi ai đó làm nhiều việc thiện và nỗ lực sửa tâm làm người tốt thì thầy nghĩ những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tới với người đó. Chúng ta không cần phải cố cho được may mắn như họ, cố ép cho những điều tốt lành xảy ra với ta. Ví dụ, khi một người đã tịnh quá nghiệp và tích lũy công đức thật tốt, thì những điều tốt lành tự nhiên sẽ đến với người đó. Ta cần phải hiểu điều này. Làm người tốt, đức tính trung thực là điều cần trước tiên. Khi Phật thành đạo, Ngài không truyền pháp cho tất cả mọi người, mà chỉ có một ít đệ tử. Ngài chọn một số rất ít kẻ may mắn và truyền pháp. Tại sao Phật làm như vậy? Bởi vì pháp có cứu được bạn hay không phụ thuộc vào chính bạn, vào việc bạn là người tốt hay không. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có là một người tu tốt, một con người tốt hay không. Vậy nên, để làm người tu đạo tốt, trước hết ta phải là một người tốt. Đâu là cái duyên làm nên một người tốt? Tất nhiên, đức tính trung thực là điều cần trước tiên. Phẩm chất này rất là quan trọng. Kẻ không trung thực, luôn gian dối lừa người, thì không có duyên làm người tu chân chính. Sân hận và ác tâm không phải là duyên để làm người chân tu. Một người tu đạo chân thực phải từ bi và trung thực. Và trí tuệ cũng rất quan trọng. Nếu không có trí tuệ để hiểu pháp thì cũng không thể tu đạo. Vì vậy, trí tuệ rất cần thiết. Nhưng thông minh phải đi kèm với đức tính trung thực, chứ không phải ngược lại. Những yếu tố căn bản này rất quan trọng đối với những người tu Phật. Thiếu những duyên căn bản này thì khó có thể nghĩ tới việc tu. Vấn đáp. Hỏi: con tu pháp tịnh độ của Hiển giáo, nay con có thể chuyển sang tu Kim Cương Thừa được không ạ? Trả lời: không nói chuyển mà nói tu Hiển cùng với tu Mật. Bởi vì Hiển Mật liên hệ mật thiết, và giữa hai bên luôn có sự gắn kết, không cần phải chia tách hai bên ra hoàn toàn. Tu pháp Kim Cang Thừa, hành giả quán tưởng chư Phật, chư vị Bồ Tát trong Hiển giáo. Trong pháp tịnh độ Hiển giáo, các bạn quán tưởng Phật A-di-đà, nghĩ về Ngài và các phẩm tánh của cõi tịnh độ A-di-đà. Trong Kim Cương Thừa, bạn cũng quán tưởng Đức A-di-đà. Bởi vì trong ngũ bộ Phật trong Kim Cương Thừa, như vậy là cả Hiển và Mật ta tu cùng nhau. Lần chuyển pháp luân đầu tiên, Đức Phật dạy tứ diệu đế,
đó là tên gọi trong kinh thừa. Trong Kim Cương thừa có bốn niệm chuyển tâm, tức là pháp tu tiên yếu ngoại, cũng giống như pháp tứ diệu đế. Bất luận mật hay hiển cũng đều bắt đầu từ pháp tu này. Người tu phải quán chiếu thân người quý báu khó gặp, cuộc đời vô thường, nhân quả và khổ trong luân hồi. Tư duy, quán chiếu, hiểu và thực hành pháp này, đó chính là nền tảng căn bản trong Kim Cang thừa. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Hỏi: con xin hỏi một câu mà nhiều người quan tâm. Để tu người ta xuất gia, vậy xuất gia là gì? Tại sao lại phải xuống tóc? Trả lời: để trở thành một người tu Phật không nhất thiết phải xuất gia thành tu sĩ. Nhiều người muốn xuất gia làm tăng hoặc ni để có một cuộc sống đơn sơ, có nhiều hơn cơ duyên để trở thành người tu đạo chân chánh và thậm chí được gần hơn với con đường của Đức Phật. Như vậy, ý nghĩa chính yếu là giảm bớt tham luyến trong tâm bằng cách từ bỏ nhiều thứ trong cuộc đời này. Làm tăng hay ni không chỉ mang ý nghĩa bên trong mà còn có ý nghĩa bên ngoài. Người xuất gia muốn khác với người tại gia. Người tại gia mặc quần áo bình thường, còn tăng ni khoác y áo người tu may theo kiểu riêng. Họ cạo tóc để làm cho cuộc sống giản dị hơn. Có tóc, bạn phải gội đầu và cắt tóc, tốn ít nhất 10 hay 15 phút mỗi ngày. Còn chúng tôi không có tóc, và như vậy cuộc sống đơn giản hơn, đỡ hao tốn công sức. Lý do mà ba chúng tôi cạo tóc rất đơn giản là vì khí trời ở Việt Nam quá nóng. Hỏi: nếu cô muốn quán tưởng mình là một vị Phật hay bổn tôn thì có cần phải nhận quán đảnh từ bổn sư hay không? Vì con nghe nói nếu quán tưởng mà chưa nhận quán đảnh thì mắc tội. Nếu con muốn quán tưởng ngài thì có thể thọ nhận nghi lễ không ạ? Trả lời: Kim Cang thừa đòi hỏi phải thọ quán đảnh, giáo lý và truyền lung, tức là khẩu truyền, để có thể tu pháp bổn tôn hay bất cứ pháp nào khác. Vì vậy, câu trả lời là có. Tuy nhiên, nếu một người chưa gặp duyên thọ quán đảnh từ một vị Kim Cang thượng sư, nhưng người đó muốn tu và có tâm thiết tha tu pháp Kim Cang thừa, thì theo thầy, người đó có thể tu. Người đó có thể tu bổn tôn hoặc trì chú, nhưng tốt nhất vẫn là dựa trên những điều kiện đã nêu. Về câu hỏi thứ hai, thầy không có phương tiện gì để truyền quán đảnh lần này. Lễ quán đảnh cần nhiều thứ, các chất liệu, mạng đà la và các thứ khác. Lần trước có hai vị tăng, Đa Qua và Ni Ima. Họ có tất cả mọi thứ. Họ có nghi quỷ, họ có các chất liệu, vân vân. Nếu có những thứ này thì thầy sẽ nói có, nhưng vì không có nên thầy nói không. Hỏi: thưa thầy, con muốn có việc làm tốt để có phương tiện cúng dường Tam Bảo chư tăng, có phương tiện để làm từ thiện như ấn tống kinh sách, như vậy có phải là tham không ạ? Trả lời: đủ như các bạn không những có gia đình, sống trong xã hội, có cuộc sống bình thường thì có công ăn việc làm là điều quan trọng. Chúng tôi tán đồng và chấp nhận. Chúng tôi, tăng và tăng chúng, cầu mong mọi người có công ăn việc làm tốt và có cuộc sống đầy đủ. Thế nhưng, tâm con người hay dời đổi. Nhiều người lúc đầu nghĩ, nếu ta có nhiều tiền ta sẽ làm cái này cái nọ. Nhưng khi có rồi thì họ lại bảo, ta muốn nhiều hơn, ta phải làm nó sinh sôi thêm. Rốt cuộc, tâm tham cứ thế mà phình ra. Hỏi: khi con nghe thầy giảng về những nhân duyên dẫn tới giác ngộ thì yếu tố pháp gây ấn tượng sâu sắc nhất. Xin thầy giảng thêm cho con về yếu tố guru. Con nghĩ đây là yếu tố quyết định. Trả lời: đúng. Một khi thầy có đầy đủ phẩm tánh là rất quan trọng. Nhưng thầy nghĩ chúng ta còn nhiều dịp để nói về đề tài này. Khi đó sẽ đàm luận nhiều hơn. Các bạn ngồi nghe pháp đã lâu và rất kiên nhẫn. Bây giờ thì nên nghĩ. Nếu bài pháp hay thì xin các bạn hãy nhớ những gì thầy nói.
đừng quên đưa nó vào thực hành để giải quyết những vấn đề của tâm mình. Xin nhớ rằng, không phải việc gặp Thầy mà việc nghe lời Thầy mới đem lại lợi lạc. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành, bữa cơm chiều vui vẻ và giấc ngủ bình yên. Hết bài giảng ngày 10 tháng 10 năm 2012.